Dạ vâng, em Quốc Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em lại về tiếp cho tất cả bác ba sản phẩm đại bỉ nha. Đấy, thì vừa cập bến một như vệ sinh xong để giới thiệu cho tất cả bác. Thì trong đó là có hai con QC, một con là Mỹ 3000A, một con Mỹ 1000A và một con Bot 1800C6. Bot 1800C6 tiếp tục về thêm một con nha. Đấy. Ngày hôm qua thì nó về được hai con Bot 1800C6 và cũng đã lên đường một con. Đó, thì còn lại một con thì hôm nay về tiếp thêm một con nữa nha bác nha. Bot 1800C6 là một cái dòng rất đẳng cấp và chất âm cực kỳ là hay để các bác phối ghép với những dòng lò full bass 30-40. Rồi ok bác, thì ở đây thì bên em về hai sản phẩm QC và sẽ giới thiệu cho các bác trong video này. Đầu tiên là con QC Mỹ 3000A, là dòng khủng long của đời Mỹ và có công suất lớn nhất của cái đời Mỹ luôn. Đời Mỹ nó sẽ là đời chỉ xanh. 3000A thì ngày hôm qua bên em cũng lên đường một con nha, thì hôm nay để tiếp tục về nha bác nha. Đó, một con. Thì hiện tại thì bên thành phố Hùng 3000A thì chỉ còn lại một con duy nhất này, một con duy nhất này nha. Đó, không có con thứ hai, nên các bác nào cần một cái con đã công suất lớn mà giá tiền nó hợp lý thì các bác ở nhanh tay nha, để con này về trong tình trạng này cực kỳ là đẹp luôn bác. Rồi hình thức bên ngoài này bác nhìn này, đó đây nha, rất là đẹp luôn. Mặt trước đây đấy, mặt trước cực kỳ là đẹp nha bác nha. Mới 3000A Dual Rush Amply. Rất là đẹp. Rồi, giờ thì em sẽ quay cái nội thất phía trong cho các bác cùng xem. Vâng, và đó là cái nội thất phía bên trong của sản phẩm đẩy QC Mỹ 3000A nha bác nha. Con này thì cũng có nói là cực kỳ là đẹp luôn bác. Cực là đẹp luôn nha. Đây, các bác nhìn tăng phô này. Đó, tăng phô nó ra nha. Đấy, quá đẹp. Nội thất sử dụng mặt cửa lát B chạy 48 sò, 24 lớn và 24 nhỏ nha, hai vi mạch, một vi trên, một vi dưới, mỗi vi nó là 2, 4, 6, 8, 10, 12, tổng là 24 sò, 48, 24 tụ, 48 sò. Nhìn da nhựa là còn mới keng nha, rất là mới luôn các bác, linh kiện nó đây. Linh kiện rất mới và trong sáng nha, quy mạch xanh đét luôn, da bẹ thì mới tinh, tăng phô là sáng bóng luôn. 3000A một con duy nhất nha. Ngồi đằng sau nha bác nha. Cầu lo bắt chú má chim thông dụng nha. Lên nguồn. Dây nguồn này thì dây nguồn riêng của nó nha, nhưng mà nó cách mất cái phí cắm rồi, nó đã thay lại cái phí cắm mới nha bác nha. Đó, còn dây nguồn vẫn là dây nguồn riêng. Ngồi sau thì chúng ta sẽ có đường vào tín hiệu đầu vào 6 ly hoặc gió QC 3000A máy in diễu ra 1200W trên 4 ohm và 800W trên kênh 8 ohm, nguồn điện 220 đến 240V. Cực kỳ là đẹp cho cả bác chơi. Một con duy nhất, giá là 17.500.000. 17.500.000 nha. Để các bác nào có nhu cầu chốt hàng thì alo chúng hôm. Rồi, đến với sản phẩm thứ hai, đó là sản phẩm QC Mỹ 1000A. Thì 1000A thì bên em hiện tại đang có hai con, một con con này mới về nha, còn một con nữa kia. Con nữa con kia thì giá là 6.500.000. Đó, con đó thì nó về nó mất cái tên. QC 1500A nha bác. Đó. Đời này thì giá thì bình dân cho các bác chơi.
chơi một cặp full 30 hay cặp full 40. Về hình thức thì con này về trong tình trạng là có đẹp long lanh không quá nha, đẹp long lanh từ ngoài vào trong. Đấy, từ ngoài vào trong nha. Đây nha bác. Đó, đây thì nó còn dính tí bụi rồi. Em lau dọn vệ sinh là rất đẹp. Đó, đây các bác nhìn vào cái bên trong này. Đấy, các bác nhìn cái da bị nó này, nó mới. Kính công luôn, rất là mới này. Bên trong thì các bác thấy là tụ này. Đấy, 2 4 6 8 tụ. 8 tụ nha. Và ở đây thì chơi sứ là còn trắng tinh nha. Đấy, các bác nhìn quỷ mạch này. Đấy, nhìn cái da bị như thế này là các bác có nhìn biết mới hay không này. Rất là đẹp luôn bác. Con phô đó, con phô rất to. Rồi sau thì chúng ta sẽ có bo đổi nguồn và chuyển sức nhân bản. Và bo rất nhiều đầu đầu ra, đầu đầu vào. Rất là đẹp nha. Đấy. Bên em thì có hai con. Hai con này đều đẹp như nhau. Một con này nó mất cái tem này đi. Đấy, mất cái tem này nha. Rồi em bán giá 6 triệu rưỡi. Còn con này thì về tem cơ đã đủ nha bác nha. Và hàng rất là đẹp luôn. Đầu tiên nó vào là được 6 ly. Đấy. Còn quạt gió, cầu lo, mới tinh. Quy sơ Mỹ 1000 A, công suất là 350W. Bô ôm. Đấy, điện là 220 đến 240V. Máy nhìn chịu ra. Tiếp cơ đầy đủ. Con này có giá là 7 triệu nha. Con này có giá là 7 triệu nha bác. Rồi ok. Qua con sản phẩm thứ ba. Đó là sản phẩm Bốt 1008 series 6. Hàng về là đẹp long lanh cành đào nha. Đẹp long lanh cành đào. Bốt 1008 series 6 nha. 1008 series 6 nha bác. 25 chiếc áp chương trình với 2 kênh. Để đèn tín hiệu. 2 công tắc nguồn. Công trì. Nắp lưng nha. Rồi sau. Quá đẹp luôn nha. Rồi em sẽ mở cái nắp lưng luôn để cho các bác xem. Được cái ruột gạt. Đây, còn đằng sau nha bác nha, đường tín hiệu đầu vào nó là 35 số ly tích hợp trên một cổng. Đường out 6 ly này, điện là 230V nha. Còn con này số series là 137 nha bác nha. 137, số series là 137. Đó, chạm lo này, các bác nhìn nè, còn rất là mới. Chạm lo rất là mới luôn nha, 1400W 8 ohm chế độ mono, 700W điều kênh ở chế độ 4 ohm ST và 550W một kênh ở chế độ 8 ohm. Nguồn điện 220V đến 240V, công suất tiêu thụ điện 1800W, sử dụng điện 230V, máy in dưới ra. Hôm nay thì có thể thấy là hàng còn cực kỳ là đẹp và mới nhé, còn rất đẹp và mới. À, tụ đây, tụ Nichibon, tăng phong nguồn đây, đấy, bọc lớp da bò nha. Đây mẹ là chuẩn chỉ luôn nha. Dây bể ra. Quá mới và đẹp nha bác. Con này thì chạy 28 sò, sò Motorola nha bác nha. Sò Motorola. Quỷ mạch là còn xanh đét, rất đẹp luôn nha. Lọc nguồn Mexico, chạy điện hàng Mỹ xuất sang thị trường châu Âu, chạy điện 230V. Đó. Rồi con này thì giá là cũng như mấy con kia, 15 triệu 500 ngàn. Các bác nào chốt thì alo cho em.
Đấy, bốt 1008 series 6, chạy điện 230V, xúc âu 15.500.000 nha. Rồi ok bác, đó là ba sản phẩm mà bên em về trong ngày hôm nay. Thì các bác chốt được sản phẩm nào thì liên hệ cho Hồng qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình. Các bạn Zalo Facebook qua số đuôi 707 nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác vào đêm sau.